Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với lại tất cả các bạn về cái khu vườn của nhà mình. Thì trước tiên cũng là chia sẻ và cũng là một số những cái kinh nghiệm nho nhỏ khi làm vườn để cho các bạn tham khảo. Thì đây là cái vườn cà phê mới trồng của nhà mình. Đó. Các bạn nhìn từ xa đã thấy rồi nhé. Thì đây là cà phê nhà mình trồng được 7 tháng. Cây cà phê trồng được 7 tháng, cách đây được 7 tháng. Rất là tốt. Và mới được tưới. Mới được tưới và bỏ phân từ chiều hôm qua. Và từ cây cà phê này á đến cây cà phê kia mình cách khoảng cách là 2,5 m. 1 m, 2 m, 2,5 m. Thì trước đó là mình trồng tiêu, cho nên là tiêu nó chết hết, cho nên mình mới trồng lại cà phê. Vì do trồng tiêu mình xen ít thôi, mình xen ít có một số cây sầu riêng và một số cây bơ. Nhưng mà khi mà bơ nó cũng một số cây nó cũng đi theo luôn, cho nên là năm nay mình rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm là mình trồng sen là chanh dây. Đó, đây là chanh dây các bạn. Đây là cây cà 7 tháng và mình trồng chung với lại một cái gốc cà như thế này là mình trồng chanh dây. Đó. Thì khi mà tưới á, là mình tưới cho cả cà phê và chanh dây luôn. Và khi mà mình bón phân á, đây là phân gà ủ mục các bạn. Đó, đây là phân gà ủ mục này. Mình sẽ đổ cho mỗi gốc là một bao phân gà ủ mục. Đó. Thì khi mà trước á, mình trồng tiêu á, thì tiêu nó chết. Thì mình có trồng sen là sầu riêng. Đây, đây là sầu riêng. Sầu riêng này là mình trồng khi mà chen sen cùng với lại tiêu á. Nhưng mà giờ tiêu nó chết rồi thì là sầu riêng nó có. Sầu riêng rất là tốt này. Và giữa khoảng cách giữa cây sầu riêng này đến cây sầu riêng ở đầu đằng kia. Đây. Các bạn nhìn là khoảng cách là từ 15 m. Mình cách 15 m. Đây là cây sầu riêng, 15 mét, sầu riêng cũng tốt rồi đấy. Đầu xa xa kia các bạn nhìn xa xa kia cũng có một cây sầu riêng. Thì cứ khoảng 15 mét mình lại trồng một cây như thế này. Và cách một cái đường đi như thế này thì mình lại trồng chanh dây đấy. Đấy. Các bạn nhìn từ xa cũng thấy chanh dây và đây là cái vườn chanh, cái hàng rào, gọi là mắc cái vườn chanh dây để cho chanh dây nó bò, nó leo lên. Đó. Đấy, đây là toàn cảnh, còn đây là thì cứ một cái hàng sầu riêng như thế này, hàng sầu riêng rất là cao và tốt như thế này thì lại có một đến gốc là cây chanh dây, chanh dây và chung với lại cà phê như thế này thì cứ đến 1, 2, 3 hàng thì mình lại trồng sen một hàng bơ. Đấy các bạn, đây là bơ bút này. Rất là sai luôn, sai trĩu luôn, nếu mà nó mà đậu trái thì không biết là để đâu hết trái. Đó. Rất là sai. Đấy. Bơ bút đây, bơ bút này là ngày xưa trồng cùng năm trước là trồng cùng với tiêu. Nhưng mà giờ tiêu nó chết rồi cho nên là chỉ còn lại là bơ bút. Bây giờ cái vườn mình sẽ trồng sen thì sen canh như thế này thì cái cây này nó chết thì có cây khác. Đây là bơ bút, rất là sai. Đây là bơ bơ bút.
còn sau lại tiếp tục 1, 2, 3 hàng tiếp theo thì mình lại trồng, đây là bơ 034 các bạn. Cũng rất là sai hoa, cao rồi. Đó. Hoa rất là sai và cao. Đây là bơ 034. Và dưới gốc đây là cà. Cà đây cũng bắt đầu ra hoa, mới được có 7 tháng thôi nhưng mà đã ra hoa rồi. Đó, đây là chanh dây. Đó, khi mà mình tưới á, thì tưới cả cho chanh và cà luôn. Và ở cái đường giữa như thế này á, cái đường giữa hàng cà này cách với cái hàng cà kia á, là mai mốt là mình đang, đây là mình phay đất lên rồi đây. Phay đất cho tơi rồi. Đấy. Phay đất tơi rồi đấy các bạn. Nhưng mà mình để phơi, để mai mốt mình trồng xen những cái cây ngắn ngày, như cây đậu, cây đỗ. Đấy. Trồng xen nó vào cái khu vực giữa như thế này thì là vừa là đỡ cỏ mọc mà nó rất là đỡ lãng phí cho đất. Thì từ những cái kinh nghiệm mà mình trồng tiêu nó bị chết đó, cho nên là bây giờ mình sẽ trồng xen. Trồng xen hết. Cây này nó chết thì có cây khác. Đấy. Thì đây là những cái cọc để mà bắc dàn chanh dây để cho chanh dây leo. Đấy. Thì thứ nhất đấy là bắc dàn chanh dây như thế này là khi mà chanh dây nó tốt lên đó là nó vừa chắn gió cho cà này, nó không bị cà, nó không bị lung lay cái rễ của nó. Đấy. Cà nó không bị lung lay. Rễ thì nó sẽ không chết. Vừa là có bơ bút này, sầu riêng này và chanh dây chắn cho cà rồi thì cây cà rất là yên tâm mà phát triển thôi. Đủ nước, đủ phân nữa là phát triển rất là tốt. Đây là sầu riêng. Có cây này rất là tốt luôn. Cao rồi. Sầu riêng này chỉ 2 năm nữa là có trái. 2-3 năm trái. Đó, rất là tốt. Thì cái năm trước á, mình đã trồng thí điểm. Thì trồng khi mà cây cà này nó còn nhỏ này. Năm nay là cây cà này là trồng từ năm trước rồi. Được hơn 1 năm rồi. Thì năm nay là nó có tốt hơn và ra nhiều trà hoa hơn. Thì mình có rút kinh nghiệm là mình sẽ trồng xen, đây là chanh dây. Đây là cái dàn chanh dây ấy, để chắn gió. Thứ nhất là mình được có hái quả thu hoạch này. Thứ hai nữa là vừa là chắn gió cho cây cà phê. Đó. Chanh dây đây. Đây là chanh dây này trồng từ năm ngoái. Quả cũng rất là nhiều, ẩn ở trong lá này. Quả lòng thòng thôi, từ năm ngoái cũng cắt cành tỉa lá này, quả nó ẩn ở bên trong này rất là nhiều luôn. Đó. Thì rất là thuận tiện cho việc tưới tiêu cũng như là khi mà cái miếng mảnh vườn của mình nó nhỏ nhỏ, đất diện tích nó, đất nó ít nhưng mà mình thu hoạch được là nhiều loại cây, chết cây này thì có cây khác. Đây là chanh dây. Đấy, chanh dây này là tốt rồi. Từ những cái kinh nghiệm mà mình trồng chanh dây chắn gió cho cây cà phê thế này thì sang cái đợt cà phê nhỏ tới này là mình cũng tiếp tục lại tiếp tục trồng chanh dây luôn. Đây, chanh dây lứa sau đây. Cao được 70 phân rồi. Và cà rất là tốt, trồng chung một hố cà đấy. Sầu riêng. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn là một cái khu vườn của nhà mình, và cũng là cái chia sẻ những cái kinh nghiệm nho nhỏ khi làm vườn ấy, để có những kinh nghiệm để đúc rút được cái khu vườn của nhà mình. Đó. Chết cây này thì có cây khác. Thì chia sẻ với các bạn thì cũng rất là mong là tất cả các bạn nếu mà xem được những cái video như thế này ấy, thì các bạn hãy để có thêm những cái động lực và có thêm những cái video hay hơn nữa
để quay để cho các bạn xem, thì cũng rất mong là các bạn xem thì hãy like và hỗ trợ cho mình, like và nhấp vào cho mình để mình có được những cái động lực để làm những video khác hay hơn. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp bạn các bạn là những video lần sau.